smartphone đến từ thị trường nội địa Nhật Bản đang làm mưa làm gió trong thời gian hiện nay, và một cơn gió to nhất không thể không kể đến Fujitsu F04e. Với mức giá chỉ 1.990.000 đồng, nhưng nó lại có khả năng chống nước, cảm biến vân tay và bộ nhớ trong lên đến 64GB. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với Thanh Mai trải nghiệm sản phẩm này để xem là smartphone siêu khủng mức giá rẻ có gì thú vị nhé. Có thể thấy hộp của Fujitsu F04e thiết kế khá đơn giản, nổi bật lên là hình ảnh của máy với ký hiệu bộ nhớ trong 64GB. Quá ấn tượng cho một mẫu máy chỉ dưới 2 triệu đồng. Bên trong được đóng gói hết sức ngăn nắp và cẩn thận, đúng theo chuẩn Nhật Bản. Chúng ta có thân máy, sách hướng dẫn sử dụng cùng hộp đựng chứa đầy đủ phụ kiện là sạc, cáp, tai nghe. Cảm giác đầu tiên khi cầm sản phẩm này có thể thấy là nó khá vuông vức và bé hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên thì nó lại mang lại một cảm giác vừa vặn cầm trong lòng bàn tay. Tay mình có thể cầm hai cái cùng một lúc. Và máy này sẽ có 3 sự lựa chọn về màu sắc là hồng, đen và trắng cho mọi người lựa chọn. Máy được trang bị màn hình 4,7 inch, độ phân giải HD, tấm nền IPS. Cảm nhận ban đầu là màn hình này cho màu sắc rất đẹp và sống động, góc nhìn rộng, vẫn sắc nét dù trang bị độ phân giải chỉ HD. Màn hình này vẫn đủ để chúng ta có thể trải nghiệm xem phim và giải trí. Mặt sau của máy là camera chính với độ phân giải 13.1 megapixel với khả năng quay phim Full HD. Cùng với đó là cụm cảm biến hỗ trợ lấy nét. Máy còn được trang bị cảm biến vân tay nhưng chưa phải là loại một chạm. Trước kia thì mình cũng đã từng sử dụng sản phẩm Galaxy Z Docomo nội địa Nhật. Và ai đã dùng điện thoại nội địa Nhật thì chắc chắn sẽ biết cái này. Máy sẽ có một chiếc anten rời để có thể thu được sóng truyền hình. Tuy nhiên ở Việt Nam cái này vô dụng. Cạnh trên của máy còn có khe cắm tai nghe và cổng sạc micro USB được bảo vệ bằng răng chống nước. Nhờ đó mà máy có khả năng chống bụi và chống nước với chuẩn IP58. Bên cạnh đó, cạnh trái là dãy tăng giảm âm lượng và phím bật tắt nguồn. Một điểm khá thú vị của máy, nó được trang bị khả năng tháo được mặt lưng. Mặt lưng cũng được trang bị răng cao su rất hầm hố để có thể nâng cao được khả năng chống nước. Máy được trang bị viên pin lên đến 2420mAh, không quá mạnh mẽ nhưng đủ sức để gánh được màn hình chỉ 4,7 inch. Phía dưới là pin và khe cắm thẻ SIM cùng với khe cắm thẻ nhớ. Dù được trang bị bộ nhớ trong 64GB, nhưng máy vẫn có khả năng nâng cấp bộ nhớ lên đến 32GB. Nhắc qua một chút về cấu hình của máy. Máy được trang bị vi xử lý NVIDIA Tegra 3 lõi kép, xung nhịp 1.9GHz cùng với 2GB. Đặc biệt, đây là con chip đến từ nhà sản xuất phần cứng đồ họa cho máy tính nổi tiếng thế giới. Chính vì vậy mà máy có khả năng xử lý cũng như là khả năng chơi game khá tốt. Đồng thời, bộ nhớ trong lên đến 64GB có thể giúp chúng ta thoải mái lưu trữ mọi dữ liệu. Cảm nhận ban đầu của máy là máy chạy khá mượt mà và ổn định. Thử qua một số game nhẹ, chúng ta không hề thấy có hiện tượng giật lag. Quá tuyệt vời với mức giá chỉ 1.990.000 đồng. Camera của máy cũng ấn tượng không kém khi có cảm biến 13.1 megapixel. Giao diện camera khá đơn giản và rất dễ sử dụng, có thể cài đặt nhanh với các chế độ chụp HDR hay một số tính năng thú vị như là làm mờ hậu cảnh, hiệu ứng mắt cá, màu sắc. Chụp thử một số tấm cho ta thấy khả năng tự động lấy nét của máy khá nhạy, thời gian lấy nét cũng ở mức độ vừa phải. Tóm lại, với mức giá chỉ 1.990.000 đồng, chiếc máy này có rất nhiều tính năng nổi bật như là bộ nhớ trong lên đến 64GB, khả năng chống nước, chống bụi, cảm biến vân tay, hay hiệu năng sử dụng cũng ổn định, camera lên đến 10. Tóm lại, với mức giá chỉ 1.990.000 đồng thì chiếc máy này sở hữu rất nhiều tính năng nổi bật. Bộ nhớ trong lên đến 64GB, camera lên đến 13 megapixel, khả năng chống nước, chống bụi, cảm biến vân tay, hiệu năng cũng tốt. Thật sự đây là một sản phẩm rất phù hợp với những người có hầu bao eo hẹp nhưng vẫn muốn trải nghiệm các tính năng trên smartphone, và đồng thời cực kỳ phù hợp với người lớn tuổi hay là trẻ nhỏ. Và bạn thấy như thế nào về sản phẩm này? Hãy cùng comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Hoàng à, để có thể tiếp tục cập nhật những thông tin công nghệ hữu ích cho người dân tới. Và mình là Thanh Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.